Thì em biết được là anh là một streamer, nhưng mà anh stream tựa game gì mà lại cần phải đến tận 309 cơ mà Y9 ạ? Thường thì anh like chỉ là đấu trường chân lý thôi, game cờ nó rất là nhẹ. Game cờ đúng không ạ? Anh em ơi, xin chào anh em đã quay trở lại với cả thiên đường công nghệ Hacom. Bây giờ 3090 đã rẻ như chơi rồi. Ai cũng có, nhà nhà có, cửa cửa có, miền Bắc, miền Trung, miền Đông đều có hết. Cho nên là hôm nay khách chúng ta đã gọi là phổ cập cho bộ máy tính của chính mình một cặp cực kỳ là khủng bố luôn. i9-2900K cộng với cả 3090. Và đồ đạc thì lên trên tầng hết rồi, cho nên là cùng mình lên trên để build bộ máy nhá. Ui, uầy, máy đã lên hết lên rồi, đầy đủ hết chứ nhở. Ok, thì hôm nay anh khách chúng ta tên là anh Hải Anh. Thì anh Hải Anh hôm nay đã mua một bộ máy khá là bùng nổ với CPU i9-12000K. Tất nhiên không phải là KS, tại vì là KS thì nó hơi bị nhiều tiền quá. Chiếc K bây giờ chỉ còn có 15 củ 499.000 thôi, thì là một sự lựa chọn cực kỳ là hợp lý. Và vẫn là một chiếc CPU có thể gọi là top, một trong những chiếc CPU top 1 về hiện đang chơi game và làm việc luôn nhá. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có đó chính là chiếc mainboard RG Maximus Z690 Hero, một chiếc mainboard gọi thế gọi có thể gọi là top 1 bây giờ nếu mà nói về một chiếc mainboard không có thể cố linh nhiều nhá. Đây là một trong những chiếc mainboard mà mình có thể nói là gọi là cực kỳ là xịn sò về các tính năng này, cái hiệu năng này và những cái gọi là kèn hóa, kèn sao các kiểu bên ngoài. Và hơi tiếc một chút là anh Hải hôm nay chúng ta lại không mua được cạc RG, chỉ mua được mỗi cạc tube thôi. Hơi tiếc một tí, nhưng mà không sao nhá, tại vì cạc TUF ấy, RTX 3090 TUF nhá, vẫn là một chiếc cạc rất là tốt này, hiệu năng nó vẫn là ổn này, thì tản nhiệt của nó cũng rất là tuyệt vời này, chỉ mỗi tội là nó không được đạt đến mức tầm cao như là RG thôi, nhưng mà TUF vẫn rất là ổn áp nhá. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có những thứ phụ gia như là đầu tiên là ổ cứng SSD 980 Pro NVMe 4.0 SSD với tốc độ lên tới là 7000. Đây là chiếc ổ cứng 1TB NVMe 4.0 anh em nhá, top 1 hàng đầu đấy. Tiếp theo nữa sẽ còn là cục nguồn này, Cooler Master 1050W này và một kit RAM 64GB anh em nhá, DDR5. Và mức giá của nó cũng khá là rẻ, chỉ có 13.499.000 thôi nếu mà nói về kit RAM DDR5. Ngoài ra thì anh em có thể nhìn thấy lớp đó đằng sau đây là một cái vỏ cây rất là to, rất là khủng. Đó chính là cái vỏ cây Mod 5 anh em ạ, Zonbo Mod 5. Và cái vỏ cây này thì cũng khoảng tầm 10 triệu đấy. Đấy, vì anh em sẽ còn có thêm màn hình nữa 280 hay các thứ kiểu đằng sau đây. Đây là một bộ máy có thể nói là cực kỳ là khủng bố. Và đây là một người cực kỳ là biết chơi luôn. Tản nhiệt NZXT này, quạt NZXT này, đầy đủ hết, lắp được hết tất cả mọi thứ. Thì bây giờ cùng mình bắt đầu lắp bộ máy này nhá. Chiếc đầu tiên là mình sẽ unbox chiếc mainboard rồi nhá. Đây, mở ra phát biết ngay tại sao nó là VIP Pro. Đấy, anh em nhìn thấy không? Cái này thì cũng nó chiếc mainboard màu trắng thì đẹp hơn, nhưng mà màu đen này cũng quá là tuyệt vời rồi. Hero thì anh em mà không cần phải bàn cãi về chất lượng và hiệu năng của nó. Chúng ta sẽ có những gì nhỉ? Đây này, anh em nhìn nhá, sẽ có này màn hình Anime Matrix này ở đây này, xong rồi sẽ có đó chính là cái mở PCIe rất là dễ dàng luôn, bấm phát này, bạch phát, đấy, mở ra luôn, quá là đẹp luôn. Và giáp thì là full nhá, thế nên là cái bộ VRM này tản nhiệt cực kỳ là tốt. Anh em nhìn thấy này, có ống đồng đi xuyên qua này, đấy, đáng sợ. Nói chung đây là một mainboard cực kỳ là khủng bố luôn và rất là hợp với cả chiếc CPU chính của chúng ta. Một chiếc mainboard khủng thì phải đi kèm một chiếc CPU khủng. Bây giờ mình sẽ cùng unbox chiếc 12900K này nhá. Rồi, chiếc 12900K này thì cứ phải nói là vẫn là một lựa chọn cực kỳ là ngon khi mà CPU thế 7000 của AMD chưa ra mắt và CPU thế 13 vẫn chưa ra đời. Nếu mà kể cả ra 13 hay 14 nhá, thì mình vẫn cảm thấy rằng CPU này vẫn là một CPU cực kỳ là tốt, đặc biệt là với cấu trúc hybrid của nó, tức là cả nhân E và nhân P đều được kết hợp nằm với nhau, thì cái này sẽ khiến cho bộ máy anh em đa nhiệm cực kỳ là tuyệt vời luôn. Nói chung đây là một sự cải tiến quá là khủng bố từ Intel và hy vọng rằng là đời 13, đời 14 thì Intel lại tiếp tục khủng bố tiếp để có thể gọi là cạnh tranh với cả AMD nhá. Ok, mình mới để ý MB này ngoài xuất hiện sự xuất hiện của cái mấy cái chỗ này đúng không, thì nó sẽ còn có thêm đó chính là nút Start Stop này. Đấy, Start với cả Flex Key này để cho anh em có thể chơi cho những người hệ chơi bent table, tức là chơi máy trần đấy. Và sẽ còn có đó chính là cái BIOS code nữa để giúp anh em nào có thể check lỗi rất là thoải mái, vô cùng là dễ dàng thông qua cái chỗ này, nên là anh em không cần phải gọi là cắm kèn cắm loa vào đây để check lỗi nữa. Nói chung mấy cái main này cực kỳ là phù hợp lý với cả những người gọi là tester, gọi là những người chuyên benchmark. Nhưng mà bản thân thì chắc là anh khách cũng không cần lắm đâu. Bây giờ tiếp theo là kit RAM đi. Và sẽ có kit RAM Fury. Đây là Fury, Kingston Fury đúng không? Đây là một kit RAM The VanGB. Đấy, Kingston Fury nhá, đẹp nhá. Thì đây là kit RAM 32GB một thanh nhá. Và cái RAM của nó, cái RGB của nó đã làm mới rồi, nhìn trông khá là đẹp đấy. Thì nữa mình gắn thử và bật thử lên xem nó đẹp không nhá. Và cái kit RAM này thì mình đánh giá rằng là một kit RAM khá là rẻ. Nếu mà nói về một kit RAM DDR5 thì mức giá của nó thực sự rất là thấp luôn. 14-13 triệu rưỡi cho một kit 64GB
Trong khi mà một kit 32GB đã là 10 triệu rồi, nếu mà nói về bên Corsair hay là bên G-Skill. Bây giờ nhá, mình đã xong CPU này, xong RAM rồi này, RAM đẹp chưa? Quá là tuyệt vời đúng không? Thì bây giờ mình sẽ gắp cái ổ cứng. Đây là một chiếc ổ cứng mà được tin dùng bởi rất rất là nhiều người luôn. Thì hiện tại ở trên thế giới này ấy, thì có hai hãng mà mình tin dùng nhất, đó chính là Samsung, hai là Western Digital. Thì hai SSD của họ, hàng top 1 ấy, dụ chiếc SN980 Pro này với cả chiếc SN850 ấy, đều là hai SSD ngang tầm với nhau, ngang phơ với nhau. Thế nên là cực kỳ là hợp lý nếu mà anh em nào muốn mua cho một bộ máy của chúng mình. Đấy, 980 Pro ạ. Đẹp chưa? Thế là xong rồi. Thì việc cuối cùng nhá, trước khi mà mình đút cái này vào bất kỳ vỏ cây nào, đó chính là mình phải bóc hết tất cả các tem ra, chứ không thì cho vỏ cây khó bóc đấy. Rồi. Quá đỗi là đẹp, quá hợp lý. Trên mình là đẹp đấy, thực sự đẹp đấy. Nếu mà anh em nào mà có nhu cầu, có điều kiện thì anh em nên đầu tư một chiếc mình như này. Thì mình đánh giá là nó rất là ngon. Tản nhiệt của mình có đây là NZXT Z73 RGB anh em nhé. Tức là ba cái quạt này sẽ là đèn RGB. Và đây là cái phiên bản mà có cái màn hình mà anh em có thể móc được ấy. Đây anh em nhìn cái này. Đấy, cái màn hình này anh có thể chỉnh được thông qua phần mềm NZXT Cam. Thế nên là có thể xoay thoải mái luôn, không có vấn đề gì cả. Và với cái kinh nghiệm của mình ấy, thì chiếc tản nhiệt này có thể cân được 12.000k nhá. Tại vì nó là dẫu sao nó cũng là tản nhiệt 360 mà. Với cả cái tản nhiệt nó thiết kế hơi khác một chút. Thế nên là cái bơm nó sẽ không nằm ở phần CPU, mà cái bơm nó sẽ nằm ở cái phần RAT này. Bây giờ thì anh em hỏi là tại sao mình lại tháo tản nhiệt ra? Tại vì đã lắp vào cây đâu. Đơn giản là ở trong tản nhiệt này kiểu gì cũng sẽ có gông. Thế nên là bắt buộc mình phải lấy cái gông này ra gắn trước, chứ không chỉ nữa là gắn là cũng khó đấy. Bây giờ là công cuộc đi tìm gông. Gông gủng đâu à? Đây là dây này, đây là tản này. Thế thì gông đâu? À đây, đây là gông AMD. À có cả gông Intel đó. Ú, cái này có Intel 1700 nhá. Nhưng mà không cần phải lo lắng, tại vì là dù kể cả có Intel 1700 hay 1200 thì cái tản nhiệt cái main này vẫn chấp nhận được, vẫn đáp ứng được thoải mái, không vấn đề gì cả. Nhưng mà tất nhiên rồi, để đảm bảo 100% top 1 nhất thì mình sẽ vẫn đặt là gông 1700 vào đấy nhá, cho nó chuẩn văn chỉnh. Chứ không thì chuẩn không cần chỉnh, chứ không thì nhỡ đâu có vấn đề gì sao? Đúng không? Ok, tản đã lắp xong rồi, đã dính chặt ở đằng sau này rồi. Bây giờ thì đến công cuộc, đó chính là lắp vỏ cây rồi. Cái vỏ cây mốt năm thì mệt lắm anh em ạ, thực sự là mệt luôn. Nặng thì không nặng, mỗi tội là lằng nhằng thôi. Dây dợ cái kiểu gắn hết sạch xanh rồi. Thì có mỗi một cái mình đang thấy không hài lòng cho lắm, đó chính là cái dây RGB này. Thì vì dây RGB này ấy, nó cắm đến đây thì nó cũng không vừa mà. Cắm đến đây nó cũng không vừa. Thế nên là nó cứ bị căng căng ở giữa này. Thiết kế này là no good nha. Nhưng thôi, đành chịu thế thôi vậy chứ. Bây giờ làm gì bây giờ? Thách thức quá. Chỉ có thế thôi. Bây giờ mình sẽ gắn nó chính là tản nhiệt nhá. Đây, tản nhiệt đây. Thì cái này là tản nhiệt 3 fan 360 mà. Thế nên là mình sẽ gắn ra đằng trước này để cho chuẩn chỉnh này. Và thì nó sẽ còn có một cái kit fan AR. Một kit fan của NZXT nữa. Thì mình sẽ gắn hai quạt trên, hai quạt một quạt dưới để cho chuẩn văn chỉnh luôn. Và hy vọng rằng là cái hub này có thể cung cấp được đủ điện cho tất cả những thứ này để chạy một cách ổn định nhất nhá. Và hy vọng một điều nữa là nó có thể đi dây một cách tốt nhất. Thì thực sự cái việc khó duy nhất của chiếc Mod 5 này ấy, đó chính là cái DJ nó thôi. Tại vì cái DJ của nó rất là tệ về khoản đấy. Và bây giờ mình sẽ cố gắng được cái NZXT, quạt NZXT khá là thông minh. Gỡ ra cho anh em xem thấy sự thông minh của NZXT nhá. Đây anh em nhìn nhá. Đây này, nó sẽ có một đầu in và đầu out. Tức là nó sẽ vào tín hiệu RGB xong lại ra tín hiệu RGB vào quạt tiếp theo. Thế nên là kết nối nó cực kỳ là dễ luôn, cực kỳ là đơn giản. Việc lắp cái quạt RGB như này nhá, thì nó sẽ khiến cho đơn giản hóa cái việc sử dụng RGB của chúng ta. Nhưng mà một cái điều vớ vẩn của cái quạt này là chúng ta phải có hub. Thế nên là có cái này là hợp lý luôn, là chúng ta sẽ có hub sẵn hub ở đây luôn. Quá tuyệt vời. Thì gắn vào RAT thôi. Ba quạt này, RAT này. Đấy. À, em này vẫn dùng loại thiết kế cũ anh em ạ. Tức là cái bơm nó vẫn nằm trong này. Còn có những cái loại thiết kế khác của nó dễ tê ấy, là bơm nó lại nằm ở vị trí này cơ. Ok, mình sẽ không tháo này xác nhá. Tại vì mình sẽ gắn RAT ở đằng trước này mà. Thế nên là mình phải gắn nó vào trong đã, xong rồi mình mới cho nó vào. Đây, quạt đây, ba đầu đây, hai đầu đây. Bây giờ mình sẽ gắn dây vào. Thì sẽ có ba loại dây nhá. Là có loại dây in và dây dài in để cắm tới cả cái RAT này. Và có loại dây in ngắn giữa các loại nữa. Thế nên là hay đấy. Để công nhận là hay.
Một cái điểm cực đặc biệt hay của cái vỏ cây này ấy, đó chính là cái phần đằng trước này này. Cái này anh em nhìn thấy không? Cái phần rát này nó sẽ có thể dỡ ra được nhá. Nên là mình sẽ tháo nó ra luôn chứ mình không cần phải suy tính gì cả. Nên là việc lắp rát nó dễ hơn rất là nhiều so với cả những cái bộ cây mà không tháo được. Ôi anh em ơi, đây mình đã lắp xong rát rồi đây. Nói chung là cũng phải chạy lại đường quạt các thứ kiểu này, xong rồi dây giết các kiểu phải đi hết rồi này. Nói chung cái cây này đấy mình vẫn phải chê một điều, Zonbo làm đẹp rồi đấy, nhưng mà dây đi khó quá. Và bây giờ mình gắn nốt mấy cái ARRGB này, xong rồi mình chuẩn bị nguồn nhiếc các kiểu và gắn cạc nhá. Máy sắp xong rồi đấy. Ba quạt. Ôi dồi ôi, thôi rồi, khách mua ba quạt trắng. Ôi trời ơi. Ôi đây là bàn nhầm trắng không. Nhập từ bên Lê Thanh Nghị vậy đó, không phải đấy. Ôi, check lại. White thật anh em ạ, màu trắng thật này anh em ơi. Ôi, màu trắng thật rồi, thôi. Có vẻ như đây là sở thích, niềm đam mê của khách rồi. Thì mình phải lắp thôi chứ biết nào rồi. Ôi giời, cây đen lắp trắng này. Không ổn rồi, mấy cái con quạt này thì cũng vẫn như thế thôi. Mỗi tội là nó có thêm cái hấp. Thế, nhưng mà nó lại màu trắng chứ. Rồi ạ, đáng văn buồn nha. Ok, ngay bây giờ còn 3 bước thôi. Đầu tiên là lắp nguồn, thứ hai là lắp cạc và thứ ba là đi dây nút. Bây giờ mình mở cái nguồn này nhá. Đấy, thì anh em thấy đây là nguồn Cooler Master 1000W. Chiếc nguồn này thì có thể nói là một trong những chiếc nguồn giá rẻ nhất mà có khả năng cao nhất. Đấy, và anh em nhìn kích cỡ nó đi. Nó to lên như này cơ mà. Lý do tại sao mà nó có một cái mức giá như vậy? Tại vì đơn giản, đây là một chiếc nguồn 80 plus gold thôi nhá. Anh em 80 plus gold thôi nhá. Tầm này thì tầm tiền này chỉ được khoảng tầm 80 plus platinum các thứ kiểu thôi. Còn con này thì là 80 plus gold. Cho nên là nó có mức giá như vậy mà được 1000W như thế. Mình sẽ có hai đầu dây CPU và 3090 chắc chắn là ba đầu 8 pin rồi. Cho nên là mình sẽ chọn khá khứa nhiều loại dây. Dây PCIe này. Ok, thế là đủ PCIe này. CPU một dây này. Main một dây này. Đây PCIe. Đã CPU rồi. Và thêm một dây SATA nữa, tại vì là hấp quạt này cũng cần một dây SATA này và cái tản nhiệt nước này cũng cần một dây SATA nữa, nên là chắc chắn là phải lấy một dây SATA ra. Cái em này thì cũng có một cái gông nữa nên là cũng khá là đơn giản. Tháo ra phát là anh em có thể gắn nguồn được luôn. Nguồn thì mình sẽ gắn như này. Đây để từ nhá. Mình sẽ để như này đúng không? Để như này tức là mình sẽ gắn nó như thế này. Thế nên là vừa rồi. Ổn áp chuẩn chỉnh nhá. Thì sẽ lấy cái ốc nguồn ra, bốn ốc đầy đủ nhá. Xé tem này ra. Cái này là cái tem cảnh báo, tại vì là những cái nguồn xịn sò như này ấy, thì nó sẽ có chế độ là chế độ không chạy quạt. Nó khi mà nó chạy khoảng dưới tầm 30% hay là 20% gì đấy thì quạt nó sẽ không chạy luôn. Thế nên là cái hoạt động của nó gần như là silence, có thể nói như thế. Nó cùng lắm nó chỉ có tiếng coil wind thôi. Còn cái nguồn xịn như này ấy, thì thường sẽ có tính năng như thế. Gần đây thì Cooler Master họ đã làm mới lại những cái nguồn FSX của họ. Tại vì trước đấy cái nguồn FSX của họ ấy, có một cái đó chính là họ để silence ở mức 20%. Mà cái mức 20% đấy thì đúng là cái mức mà rất là nhiều những bộ máy đang để idling ấy, khiến cho máy kiểu nó cứ rú quạt lên xong lại giảm xuống, rú quạt lên xong lại giảm xuống. Thế nên là họ đã đổi hết rồi, họ đã tăng cái mức silence lên chỗ mức khác rồi. Đấy là một điều rất là đáng khen từ Cooler Master. Đấy, cái nguồn nó có thể di chuyển được lên xuống nhưng mà mình sẽ để ở mức maximum này nhá, cho nó có nhiều chỗ để dây hơn. Tại vì cái nguồn này nó rất là dài anh em ạ. Anh em để ý, cái nguồn này rất là dài. Nó dài hơn khoảng so với cái nguồn thường khoảng tầm 25% ấy. Cho nên là cái việc mà cái thiết kế nó flexible này nó khá là hợp lý. Ok anh em ơi, anh em thấy đấy, dây dỡ đã cắm đủ hết cả rồi. Dây CPU, dây nguồn này. Và đằng sau mình cũng đã cắm dây của hấp hết các thứ kiểu rồi. Và công đoạn cuối cùng là chiếc cặp màn hình này. Bây giờ hãy cùng mình mở chiếc tube này ra nhá. Xem nó có đúng thực sự là hàng ngon, hàng xịn không nhá. Đấy, mở phát ra biết luôn này. Úi dồi ôi, 3090 nặng đấy. Cầm phát biết ngay anh em ạ. Thực ra thì nếu mà để nói, đúng là công nhận là cái khối tản nhiệt của cái này nó không thể nào bằng được một chiếc Rockstreet được. Nếu anh em nhớ là gần đây chúng mình có livestream một buổi ấy, để gắn với cả 3090 Rockstreet ở phiên bản màu trắng ấy, thì cái chiếc này nó nhẹ hơn. Đấy, nó nhẹ luôn, là nhẹ hơn. Cầm mắt thấy nó nhẹ hơn luôn.
có vẻ mình cũng, nhưng mà mình cũng không cảm giác nó cắt giảm nhiều quá nhỉ. Cái số lượng khối đồng khối đủng kiểu các lá tản lá tủng của nó vẫn rất là ok. Và thôi bây giờ là công đoạn là xé đi. Úi dồi anh em ơi, cũng là 3090 nhưng mà nó lạ lắm anh em ạ. Cái 3090 của phiên bản Rockstreet thì nó sẽ có 3 đầu 8 pin ở đây, còn cái phiên bản của Tube thì chỉ có 2 đầu thôi. Thế nên lúc nãy mình cắm này coi như là thừa. Nên mình sẽ cố gắng rút nó ra xong rồi hoàn thiện nốt nhá. Cũng gần xong đấy. Bộ máy đã hoàn thiện quá đẹp rồi đúng không ạ? Mình còn đổi cả chiều quạt nữa để cho nó sáng hơn, đẹp hơn đấy. Bây giờ thì hãy cùng mình lên bộ máy để và ra với anh khách nhá. Em chào anh ạ. Chào em nhá. Ôi đây em đổi đây. Hình như là quần của em cũng đem một chút đổi đây rồi đúng không ạ? Rồi em ơi. Ui, đi xe máy em tắt đường quá. Vậy xin phép. Nóng quá. Nóng thật đấy. Ôi bây giờ em xin phép vào. Ồ, phòng ở trong này đúng không anh? Ờ đây, em lắp ở trong này. Ôi, sao phòng đẹp ấy. Em xin phép vào chưa? Ờ thế anh định là setup máy ở góc nào nhỉ? Máy thì góc này. Còn góc ở trong góc đấy. Rồi, trong góc đây. Thế thì em để có mấy cái chân màn nữa thì anh để chỗ nào nữa? Chân màn thì chắc là ở đây luôn. À, để chỗ này. Ồ, em đang để ý là anh có mic này, anh có cam này, anh có cả đèn ring light nữa. Thế có phải anh là streamer không ạ? Đúng rồi, anh có livestream. À, có livestream à? Có livestream. Ok, thế thì để em setup cho anh một gọi là quả livestream đẹp nhất này. Ok luôn. Ok rồi. Ở góc ấy, ở góc nhà ấy. Bây giờ là đang có là ba cái màn. Ok. Ừ, là anh đang mua là một màn 280Hz này. Ừ. Anh đang có một màn Dell này, một màn LG. Ừ. Thì cái setup anh định như nào? Tức là ở đây em thấy có màn hai này là màn chính ấy. Màn chính, tức là sẽ có là một màn, hai màn, ba màn đúng không? Bây giờ bọn em đã vừa xếp xong quả up là bộ máy của anh ơi. Anh thấy thế nào anh? Ừm đấy, chị mừng đấy. Ừm chị mừng chứ. Đây đây anh. Đây anh nhìn anh bước vào đây anh nhìn ngay một góc quả máy này. Rồi, anh thấy máy bộ máy phải 100 triệu nhỉ? Anh tổ chi được bao nhiêu tiền cho bộ máy này nhỉ? Khoảng 130 triệu rồi. 130 triệu bao gồm cả màn hình này, bộ máy tính này, với cả rất nhiều thứ linh tinh nữa. Trong cấu hình này chúng ta sẽ có đây là 10i9 12900K và 3090 anh em nhá. Thì em biết được là anh là một streamer, nhưng mà anh stream tựa game gì mà lại cần phải đến tận 3090 và i9 ạ? Thực ra là cái tựa game của anh thì cũng không cần đến 3090. Đây là anh mua sẵn thôi để sắp tới ví dụ có những dự định khác thì là mình sẽ dùng cái con máy này nó hiệu quả hơn. Còn bình thường thì anh like chỉ là đấu trường chân lý thôi. Cái game cờ nó rất là nhẹ. Game cờ đúng không ạ? Vâng. Ui không, anh ơi. Phải 3090 mới chơi được cờ một cách nhanh nhất đây anh ạ. Mới roll ra được những con xịn xịn nhất đấy. Đấy thì liệu rằng anh có thể gọi là tiết lộ là anh đang stream ở kênh nào, ở nền tảng nào để các bạn có thể follow đúng không? Mình thì đang like ở bên Facebook, ở kênh Bonzi. Nếu mà các bạn đam mê cờ thì các bạn có thể đến kênh của mình vào 10 giờ tối hàng ngày. 10 giờ tối hàng ngày. Đánh vần cho các bạn đi. BORNG. Rồi đấy, đấy anh em nhá. Anh em hãy vào để xem anh đánh cờ với cả i9-12900K với cả 3090 nó có oách không anh em nhá. 1 hour later. Ok, em thấy là anh đang gọi là setup quả lai. Anh thấy cái máy anh dùng nó mượt không anh? Mượt à? Rất mượt đúng không? Đúng rồi, hơn tưởng tượng. i9 với cả 64GB mà không mượt thì nó lại buồn cười đấy anh ạ. Đấy, thì em chúc rằng là anh sẽ có thể có những buổi livestream cực kỳ là bùng nổ. Em thấy là anh đã nghỉ live từ anh bảo là 30/6 rồi. Đúng rồi, thì anh nghỉ live mấy hôm rồi nên là view khán giả nó bảo trốn live lâu quá. Ok, mình hy vọng tối nay anh live luôn để các bạn nào mà nhớ có xem thì xem được luôn. Okay. Và hy vọng rằng anh sẽ cảm thấy hài lòng với cái bộ máy của mình. Và trong tương lai thì nếu mà anh nhớ muốn có nâng cấp mà gọi là chiến bộ máy của mình khủng bố hơn nữa thì hy vọng anh qua Hacom lần nữa nhá. Okay. Và thì rất là cảm ơn anh đã qua Hacom em và hy vọng rằng là anh có trải nghiệm thật là tuyệt vời với cái bộ máy này. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn các bạn đến Hacom, với cả chúc các bạn và Hacom càng ngày càng phát triển và càng ngày càng được nhiều đơn hơn đúng không? Cảm ơn anh. Rồi, xin chào hẹn gặp lại các bạn nha. Xin chào.